Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 24/7 trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, cuộc họp kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khép lại với quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cận 0%. Phố Wall sau đó đã bắt đầu biến động. Các chỉ số chính của phố Wall về cuối phiên quay đầu giảm mạnh sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed được công bố, trong khi trước đó các chỉ số đều tăng 1%. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 65,21 điểm, tương ứng với 0,39%. Chỉ số S&P 500 mất 5,11 điểm, giảm 0,26%. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,71 điểm, tương đương 0,1%. Trong khi cổ phiếu tài chính giảm, sự tăng nhẹ của cổ phiếu hàng tiện ích cho thấy giới đầu tư tin tưởng lãi suất sẽ được Fed duy trì trong thời gian dài hơn dự kiến. Theo Thomas Reuters, khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh trong phiên với 8 triệu cổ phiếu, tương đương con số 8,1 số phiếu bình quân trong 20 phiên trước đó. Các chuyên gia cho rằng đây là phản ứng bình thường của thị trường sau khi quyết định của Fed được công bố. Quyết định tạm hoãn nâng lãi suất được Fed đưa ra là do sự lo ngại về đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, biến động thị trường và chỉ số lạm phát của Mỹ vẫn ở mức thấp. Ông Keith Bliss, phó chủ tịch Cotton & Co. cho rằng, kinh tế toàn cầu chính là vấn đề then chốt ảnh hưởng đến quyết định của Fed. Nếu Fed quyết định tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ sẽ phục hồi, điều này sẽ gây áp lực cho các nền kinh tế mới nổi và cuối cùng cũng sẽ tác động vào kinh tế Mỹ. Tôi nghĩ Fed đã nghĩ khả năng này trước khi đưa ra quyết định. Giới đầu tư giờ đây trông chờ vào kết quả hai phiên họp còn lại trong năm của Fed diễn ra vào tháng 10 và tháng 12 tới. Tôi cho rằng Fed khó có thể đưa ra quyết định nên hay không nên tăng lãi suất trong tháng 10. Tôi đoán là chúng ta phải chờ đến tháng 12. Ngân hàng Trung ương Nga vừa cho biết chính sách lãi suất sẽ được giữ nguyên trước những lo ngại về nguy cơ tăng lạm phát và một nền kinh tế trì trệ. Lãi suất cơ bản vẫn sẽ được Ngân hàng Trung ương Nga giữ ở mức 11% sau 5 lần cắt giảm lãi suất từ tháng 12 năm 2014 đến nay. Những rủi ro lạm phát đang tăng trong khi những thách thức đối với nền kinh tế vẫn chưa giải quyết được. Các quyết định được đưa ra sẽ góp phần giúp Nga đạt được lạm phát mục tiêu 4% vào năm 2017. Quyết định giữ lãi suất ổn định đã cho thấy sự thận trọng của Nga trong việc đưa ra các chính sách nhằm giảm lạm phát và đối phó với nền kinh tế suy yếu nhất kể từ năm 2009. Nga cho biết lạm phát đang có xu hướng tăng, cùng với đồng rúp mất giá sẽ là những yếu tố tác động lên giá cả trong những tháng tới. Lạm phát ở Nga hồi tháng 9 là 15,8%, không thay đổi so với tháng 8 và tăng 0,2 điểm phần trăm so với hồi tháng 7. Thưa quý vị, động thái mở cửa đón người tị nạn của châu Âu càng khiến cho dòng người từ Trung Đông và châu Phi đổ về các nước EU ngày càng nhiều. Chính phủ Đức cho biết mặc dù người di cư phần nào có lợi cho kinh tế nước này, nhưng vẫn phải có biện pháp cứng rắn. Từ hôm 13 tháng 9, thì Đức đã tuyên bố sẽ tạm thời đóng cửa biên giới với Áo. Tình trạng quá tải đang khiến Đức, một trong những nước khá rộng lòng với người di cư, cũng phải ra biện pháp ngăn chặn. Chính phủ Đức tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với Áo. Đồng thời, Đức kêu gọi các nước EU san sẻ gánh nặng người di cư. Đức cũng yêu cầu người di cư chấp thuận phương án thu xếp của EU, chứ không được tự tiện chọn quốc gia theo ý muốn. Trước đó, Đức từng cho rằng nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ lực lượng lao động mới gia nhập này. Berlin ước tính dân số nước Đức trong độ tuổi lao động sẽ giảm 6 triệu người vào năm 2030. Đây là một trở ngại đối với tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu EU. Nếu chúng ta đào tạo họ thì họ sẽ có thể nhanh chóng gia nhập đội ngũ lao động và giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất đối với tương lai nền kinh tế của chúng ta, đó là vấn đề thiếu hụt lao động có tay nghề. Nhiều doanh nghiệp Đức đã đón đầu dòng người lao động mới nhập cư này bằng cách tổ chức các buổi tuyển người và huấn luyện. Mức lương trả cho người di cư không được tính trong khung mức lương tối thiểu 8,5 euro một giờ. Tuy nhiên, câu hỏi những người này sau khi được huấn luyện có thể ở lại làm việc lâu dài hay không thì vẫn còn để ngỏ. Làn sóng phản đối taxi Uber tại châu Âu vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi mới đây nhất thì hàng trăm tài xế xe taxi đã biểu tình chặn kín đường phố Bruxelles của Bỉ. Theo báo cáo, có khoảng 1.200 chiếc taxi đến từ Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tham gia đợt biểu tình quy mô lớn này. Kể từ khi có mặt tại châu Âu vào 4 năm trước, dịch vụ taxi Uber đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt từ nhiều quốc gia. Với hình thức kinh doanh dịch vụ taxi giá rẻ, Uber bị lên án vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh công bằng và lách luật. Chúng tôi không thể kiềm chế được nữa, việc phá giá dịch vụ vận tải của Uber là một sự cạnh tranh không công bằng ở các nước châu Âu. Nguyên nhân chính gây ra cuộc biểu tình quy mô lần này được cho là sự xuất hiện của dịch vụ Uber X mà công ty này cho ra mắt tại Bỉ cách đây 2 tuần. Đây là dịch vụ cho phép khách hàng thuê xe có người lái chuyên nghiệp với mức phí thấp hơn 25% taxi thông thường. Mặc dù vấp phải sự lên án kịch liệt từ nhiều quốc gia, nhưng theo khảo sát mới nhất của một tờ báo ở Bỉ thì chỉ có 7% người dân nước này phản đối sự hoạt động của dịch vụ vận tải giá rẻ Uber.
Thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Phạm Thanh Tường, là giám đốc sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng của công ty chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh, là cái tuần giao dịch vừa qua tiếp tục là một cái tuần giao dịch đầy thận trọng. Khi mà thanh khoản đang ngày một sụt giảm và diễn biến cả trong và ngoài nước thì đều tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Vậy thì nhận định về một cái tuần qua của anh như thế nào? Xin kính chào quý nhà đầu tư. Thì cái phiên giao dịch vừa qua thì chúng ta thấy là cái tuần vừa qua hết sức biến động rất là mạnh. Tâm lý nhà đầu tư hiện tại trong tuần vừa qua rất là thận trọng. Mà khi đó là khi mà chờ đợi cái thông tin từ Fed coi có nâng lãi suất hay không. Và cái nữa là cái việc mà chúng ta thấy là cái BIDV là cổ phiếu mà được hai quỹ ETF trước đó là cũng đã từng công bố là thêm vào và sau đó cũng là không mua không thêm vào thì nó có ảnh hưởng nhất định tới một số nhà đầu tư. Thì đó là thị trường có những cái biến động hết sức là thận trọng từ phiên đầu tuần cho tới ngày thứ tư. Và chúng ta thấy là sau những cái phiên đó thì chúng ta thấy cái phiên ngày thứ năm thì chúng ta thấy là cái khối ngoại lại quay trở lại xuống mua ròng rất là mạnh, khoảng 240 tỷ trên sàn thành phố. Và cái đó chúng ta thấy cái ngày khi mà ngày cuối tuần chúng ta thấy là thị trường có hết sức là hưng phấn và tâm lý nhà đầu tư lạc quan trở lại khi mà Fed đã có cái thông báo là tiếp tục là không nâng lãi suất, giữ nguyên lãi suất gần bằng không thì ảnh hưởng rất là tích cực đến thị trường và hàng loạt mã cổ phiếu như là chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đều lấy lại cái sắc xanh và đã tăng mạnh là thu hút được cái dòng tiền. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là có khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất từ đây tới cuối năm và có tăng đi chăng nữa có tăng vào quý 1 năm 2016 thì khả năng Fed mới tăng lãi suất. Thứ nhất là hiện tại là cho Fed cần phải coi là cái yếu tố nội tại ở thị trường tài chính Mỹ, coi cái tăng trưởng GDP và cái tỷ lệ việc làm mới có cao hay không và tỷ lệ thất nghiệp có giảm hay không. Và cái hai nữa là cần phải coi cái yếu tố bên ngoài như là cái đồng nhân tệ của Trung Quốc có tiếp tục hóa giá hay không thì Fed mới có quyết định là có nên nâng lãi suất hay không để không bị tránh cái ảnh hưởng tới cái doanh nghiệp ở Mỹ và cái cú sốc từ cái thị trường mới nổi. Thì tôi cho rằng là do đó nhà đầu tư không nên bi quan và nghĩ rằng là Fed sẽ tăng lãi suất ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam và ảnh hưởng tới cái việc mà dòng vốn của khối ngoại có rút ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam hay không. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì hiện tại thì chúng ta thấy là cái thị trường chứng khoán của chúng ta hệ số P/E hiện tại rất là thấp so với các nước trong khu vực, là hệ số P/E chúng ta là hiện nay là khoảng là 10, trong khi đó thị trường Trung Quốc là khi mà đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua mà cái hệ số P/E vẫn là khoảng 19 và thị trường ở Indonesia và Philippines thì hệ số P/E là khoảng 23 và thị trường Thái Lan là khoảng 17, trong khi Việt Nam hệ số P/E hiện tại là 10. Thì cho rằng là hiện tại là rất là những cái cổ phiếu hiện tại rất là tiềm năng và hệ số P/E rất là thấp, đó là cái cơ hội để thu hút tiếp được cái dòng vốn ở nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam, do đó là cái khả năng rút đi thì rất là ít. Thì tôi nghĩ rằng nhà đầu tư chúng ta cũng không nên quá quan sát và lắng nghe về cái việc mà dòng vốn của khối ngoại có rút ra khỏi thị trường Việt Nam hay không. Và trong cái tuần vừa qua ấy, thì có một cái thông tin rất là bất ngờ khi mà hai cái quỹ ETF là VNM và FTSE đã không đưa cái BID của BIDV vào cái danh mục cơ cấu. Vậy thì cái thông tin này và cái quyết định này theo anh nó có làm ảnh hưởng đến những cái nhà đầu tư mà đã chót đưa cái rổ hàng hóa, cái hàng cổ phiếu này trong cái tuần vừa qua hay không? Theo tôi nhìn nhận thì hai cái quỹ ETF thì trước đó đã thông báo là sẽ còn đưa vào cái BIDV vào cái gỗ của hai cái quỹ ETF này, và sau đó trong vòng khoảng 3 ngày sau thì cũng hai quỹ này công bố là không thêm vào cái BIDV vào hai cái mã cổ phiếu và hai cái gỗ ETF này. Thì tôi cho rằng là hai quỹ ETF này thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến nhà đầu tư, trong khi một số nhà đầu tư trước đó đã nghe ngóng thông tin và đã mua vào những mã cổ phiếu BIDV này và ảnh hưởng rất là mạnh khi mà hai cái quỹ ETF này không thêm vào cái BIDV thì ảnh hưởng rất là lớn cho nhà đầu tư mua trước đó và áp lực lỗ rất là lớn. Do đó là phía nhà đầu tư chúng ta thì theo tôi biết thì cái việc mà hai quỹ ETF này loại cái BIDV ra, thứ nhất là cái do có khả năng là tính toán nhầm, và thứ hai nữa là theo một thông tin thì khả năng là hai quỹ ETF cũng lo sợ việc mà Fed tăng lãi suất thì nhà đầu tư sẽ rút chứng chỉ quỹ, bán chứng chỉ quỹ đi thì cũng sẽ hụt. Nhưng mà theo tôi thì cái đó là những cái thông tin dự đoán thôi, và theo kinh nghiệm của tôi thì rằng là có khả năng là cái việc tính toán nó sẽ có nhầm lẫn. Và thứ hai, nhà đầu tư hiện tại là ở thị trường thế giới thì hai quỹ ETF do BNS quản lý thì mới trong tháng 9 vừa qua ở thị trường Nga thì họ cũng từng công bố là sẽ thêm vào cái gỗ cổ phiếu mới, và cuối cùng 2-3 ngày sau họ cũng
quyết định là không thêm vào, thì đó cũng là điều hết sức là bình thường so với thị trường chứng khoán thế giới. Nhưng mà cái trường hợp này là trường hợp BIDV, là trường hợp đầu tiên ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó phía nhà đầu tư chúng ta cũng là hết sức là thận trọng và không nên quá phụ thuộc vào cái việc review của hai ETF. Thứ nhất là nó sẽ có một cái rủi ro nhất định cho nhà đầu tư. Ví dụ nhà đầu tư quen với một cái chu kỳ là cứ ETF cơ cấu liên mục thêm mã nào thì chuẩn bị mua ở đó, và một hai lần trước chúng ta đã có được lợi nhuận, và lần thứ ba chúng ta cũng hy vọng là kỳ vọng rằng là chúng ta cũng sẽ mua vào và có lợi nhuận, như đó là sẽ có một bài toán ngược, thì đó chúng ta sẽ có một cái thất bại là khi mà chúng ta đã ví dụ như chúng ta nuôi vậy, chúng ta nuôi cá và cho ăn một hai phiên cho lớn lên, thì khi mà cá đã mập rồi thì chỉ cần một phát thì đã câu dính con cá đó ngay và sẽ là hết mất vốn lẫn lãi. Thì phía nhà đầu tư chúng ta cũng là hết sức thận trọng và không nên đầu tư theo cái kỳ review của hai ETF, mà nên đầu tư vào đầu tư giá trị và đầu tư vào những cái mã cổ phiếu cơ bản. Vâng, trở lại với các cái câu chuyện của quỹ ETF, thì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hoạt động Việt Nam mà cả hai quỹ là VNM và FTSE đã đều điều chỉnh lại danh mục quý 3 sau khi đã thông báo cơ cấu không lâu trước đó. Vậy thì quan điểm của anh như thế nào về cái vấn đề này? Theo quan điểm của tôi thì cái việc tái cơ cấu của hai quỹ đầu tư cũng là điều hiển nhiên và nó cũng rất là trùng hợp. Khi mà tại sao hai quỹ này lại cơ cấu vào cùng vào quý 3 năm nay? Thì thứ nhất là chúng ta thấy là cái việc mà cái biến động của tỷ giá trong đồng nhân dân tệ trong thời gian vừa qua vào tháng 8 thì nó cũng ảnh hưởng rất là mạnh, và chúng ta thấy là thị trường của chúng ta giảm rất là mạnh ở vùng 640 và hiện tại là vùng 550. Thì và cái nữa là chúng ta là thấy là hai quỹ này cũng kỳ vào kỳ review cũng đúng là cái kỳ họp của Fed trong việc có khả năng lãi suất hay không. Thì cái việc mà cái cấu gần này là thứ nhất là hai quỹ này nhìn nhận là từ đây tới cuối năm coi cái việc Fed có tăng lãi suất vào cái đợt review này không. Để và hai, đó là cái thị trường hiện tại cũng rất là ổn định và cái mức giá nó cũng rất là thấp so với đầu năm, sau đó giảm mạnh trong tháng 8 rồi và tháng 9 này. Thì hai quỹ này cũng muốn tái cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình. Thứ nhất là có năng là mua thêm vào, giống như trường hợp là không thêm vào BIDV thì sẽ mua những mã cổ phiếu khác, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu blue chip. Thì họ kỳ vọng rằng là nhiều khi họ nghĩ rằng là Fed sẽ tăng lãi suất trong cái kỳ này và khả năng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục lao dốc, thì cái việc cơ cấu này họ sẽ có lợi hơn trong việc tiếp tục mua vào ở cái giá cổ phiếu ở vùng hấp dẫn. Dù nếu mà Fed không tăng lãi suất thì hiện tại mặc dù giá cổ phiếu cũng đã thấp rồi so với đỉnh 640, mà hiện tại nếu mà Fed mà tiếp tục tăng lãi suất thì họ có rằng là cơ cấu lại danh mục và mua được giá cổ phiếu tốt hơn. Do đó là cái việc tái cơ cấu này cũng là hết sức bình thường trong kỳ review và tái cơ cấu của danh mục, và cái kỳ vọng là thị trường sẽ có những cái biến động vào tháng 10 tới và cuối năm. Và nhận định về cái thị trường tuần tới của anh như thế nào? Theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là tuần tới thị trường sẽ tiếp tục có những cái phiên mà tích lũy đi ngang, và đặc biệt là thị trường sẽ có những cái phiên mà sẽ phân hóa, đặc biệt là sẽ phân hóa những cái mã cổ phiếu mà có kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 khả quan, và thị trường sẽ tích lũy từ ngưỡng 550 tới 575 trong tháng này, và thị trường sẽ bứt phá vào tháng 10 tới, sẽ tiến tới vùng là 590-600 vào tháng 10 tới. Do đó phiên nhà đầu tư chúng ta có thể là, nếu mà thị trường có những cái phiên mà giảm mạnh thì tích lũy rằng những cái mã cổ phiếu cơ bản có các hoạt động kinh doanh với ba khả quan, đặc biệt là ngành tiêu dùng thiết yếu và cái nữa là ngành y tế và dược phẩm. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC 24/7 tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ youtube.com/FBNC Việt Nam.